Ok anh em ơi, thì tôi là Lapega TV đây. Thì nếu như bạn nào có nhu cầu muốn mua FP5 hoặc là thử format kim cương cực uy tín, giá rẻ, chất lượng, chỉ với 19k các bạn có cơ hội trúng 19.999 kim cương. Thì anh em hãy đến với shop Lapega.me của tôi, thì cái link shop mình sẽ để phần mô tả và phần bình luận phía dưới nha. Ok, chúc anh em may mắn. Ok, hello tất cả mọi người nha. Thì tôi là Lapega TV đây. Thì ngày hôm nay anh em thì tôi sẽ dẫn đám bạn tôi chơi liều qua bên cái nhà quan anh em. Nhà quan này anh em chắc là quen thuộc đúng không? Thì bây giờ mình sẽ chơi trúng tiền ban đêm luôn. Đêm rồi, có hồ rồi. Giờ tầm 11, 12 đêm rồi. Bây giờ là Caramel vô đứng đi. Được không? Thì đây là vàng vàng đi kiếm tiền nha. Thì mình sẽ giới thiệu tôi mọi người. Đây là Tân Về. Đây là Phú Mớ. Đây là Number. Đây là Cưng Bùm. Đây là Thịnh Vô. Đây là Tành Biểu. Đây là Bảo gì? Bảo gì? Bỏ cái chép. Bỏ cái chép. Ok. Thì ngày hôm nay mình sẽ chơi trúng tiệm trong cái khu nhà quan này, xung quanh là có hồ à. Thì cái khu này rất là quen thuộc đúng không? Rồi bây giờ là giờ chia cặp ra trốn đi chứ không thôi đi nó kỳ lắm nha. Ê ê ê ê mày lấy lôi vậy? Ê bạn. Thôi phải đi tìm cái sao nè mày ơi. Rồi giờ tôi bắt cặp tôi đi tìm chung anh em chứ tôi đi tìm mình tôi sợ lắm nè, tôi sợ ba phải chuyển nha. Ok thì bây giờ tôi sẽ đợi tôi này tầm 10 phút nha, sau đó tôi có trốn nha thầy. Giờ là tụi mày chơi 2 tầng thôi nha, tầng 1, tầng 2 thôi. Ok không? Ok thì trước khi xem video này nhớ like cái kênh nha. Ê bây giờ trước khi trốn thì mình xin trước đi nha. Rồi vô xin nè, vô xin nè. Ok. Ok thì bây giờ anh em tụi mình sẽ xin trước nha anh em. Trước khi vô chỗ lạ phải xin trước ghê lắm anh em à. Thì bây giờ là hàng cặp, đang cặp. Tôi với cây Caramel đi chung đi tìm chứ thôi tôi mất tiêu rồi cũng hơi mệt. Rồi giờ xin đi anh em, xin đi. Xin thần tâm vô nha, xin quay video đi luôn. Đó, ok. Xin lại Cường, tự nhiên cái tách điện thoại đi nha. Mình xin thần tâm. Mẹ điện này. Bố điện rồi. Mình xin mấy nãy đó hoài. Thôi giờ tụi mày chớm cái tao lại. Lướt này, lướt. A few minutes later. Sao vậy anh? Nói gì đâu hả? Ghê quá à. Nè, tôi tối nè em nè. Đây quen nè. Bên đây là cái bệnh viện quen của Phú Lê quen bữa nè em. Bệnh viện này Phú Lê nghe nói là có cái đó nè em. Còn đây là cái nhà quen nó kế bên luôn nè, nó kinh vãi nồi. Giờ tụi nó lâu quá à. Giờ tụi nó xong chưa ta? Hay là mình đi kiếm luôn mình ơi. Không, nãy giờ mới chạy qua 5 phút rồi. Anh em coi xung quanh nè. Thôi vậy giờ đợi tầm tí nữa rồi mình đi tìm anh em. Ok. Hello anh em. Thì tôi với Tường đợi hai anh em. Giờ hai tôi sẽ đi kiếm chỗ trốn nha anh em. Ở đây ghê vãi. Ok, mình đang đi lên nha anh em. Mình là đợi hai nha. Mình với Trường Thịnh. What? Trời ơi. Ơi, trời ơi. Hay là anh em mình chúng chưa? Hay là anh em mình chúng chúng? Hay là anh em mình chúng chúng? Hay là anh em mình chúng chúng? Ơi. Hỏi cho mày biết chỗ đó. Nó lộn giải. 5 triệu nữa. Tôi về tôi đổ xe. Anh em mình chia. Cái mày sao không mày? Ok, và bây giờ là anh em mình á, thì không ai biết được nha luôn nha anh em. Đây là đội 1 với anh em. Tâm đồng với mày không? Đây là đội 1, đây là đội 1. Và đây là anh Thịnh với mày nha anh em. Để cầm. Rồi chưa. Cầm.
đây coi. Ủa trời ơi, ghê dở lắm. Thì bạn quy định là ở từng một từng hai, nhưng mà thì cái lông này đá lông lái chân, lông lái chân đá lông lưng lá chân chứ đi từng nha, cái bình này quá bình lên. Không có, không có, không có. Đi đi. Đây có gì chơi? Ở nhà quê này có rất là nhiều cửa nha mà. Nằm nằm trước đi, nằm trước đi. Từ từ. Thì đối diện anh em là cái bệnh viện hoang nha anh em. Ở trong kia có mấy cục ghê vậy. Thì cái nhà này nói chung là tôi cũng qua mấy lần rồi, nhưng mà lần nào qua tôi cũng sợ hết trơn á nè. Tại vì nó ghê lắm, nó lạ lắm. Đây có ô đường lối bị chặn ra luôn rồi. Thôi đi đi đi. Này mà không phải cầm lạnh đâu. Trời, tôi nói thiệt với anh em chứ, anh em mà đi thử cái này nó kinh lắm. Giờ này giờ lên nữa. Thôi tôi để anh em đọc nha, chứ tôi không dám đọc anh em mà. Không có rồi, má mày nấp đâu trời. Mày có gì điện gì đó dây vậy. Rồi đi đi em ơi. Như vậy nè. Thì tôi hy vọng anh em là clip này tôi quay á, thì mấy thằng trong đám tôi nó không bị sao anh em mà. Tại vì cái này tôi cũng không chắc chắn nữa anh em. Tại vì mình chơi cái này kiểu chơi liền quá anh em. Kinh vãi. Má đâu mà tại cái này trốn nữa chưa mày. Năm đi rồi năm nhớ đừng ra không. Nhớ thầy không? Bên đây. Hả? Trời ơi, tao nói điều mấy kìa. Gì vậy? Thôi, toàn. Thôi, đừng suy nghĩ tới năm ơi. Ok, bây giờ tôi sẽ lên tiếp một tầng nha anh em. Thầy tầng 1 thì tôi tìm là không có rồi. Tầng 1 tôi tìm không có anh em ạ. Cho nên là bây giờ tôi sẽ lên tiếp một tầng nha. Từ từ thôi, không sao. Tôi nói anh em là cái này là cảm xúc Phật của tôi nghĩ tôi sợ với nồi anh em ạ. Sao chủ thì em lấy cái phòng ngừa nha. Hay đi đi. Cái nằm ơi, tiền nó giờ chưa qua chân nè. Ê, nguy hiểm mình ơi, nguy hiểm không mình. Để làm sao, sao đi đi nè. Đi vào đi làm sao đây. Mở kem đi. Má không có ai ơi. Ê, trời. Mình nó bắt đi một cặp thôi rồi. Trời ơi, là trời. Tụi mày đi đâu mà ra túc mình nó dữ vậy? Hả? Trời, trốn. Mình có miệng không có gì. Thì cặp này là cặp hạnh nhô với lại cường bùm với anh em. Thì hai này nó bị bắt với anh em. Ok, bây giờ, ê, nãy vậy nè. Trời ơi, tao cay. Không có giải thưởng rồi trời ơi. Thôi đi. Bây giờ mày đi vô, mày đứng cái gì này. Tao nghe nói chung rồi. Ảo thật đấy. Thôi đi vô nè em đợi ơi. Ơi mà nãy giờ tụi mày có gặp Hiền Lương La không? Không, tụi tao sợ. Thôi đi Nam ơi, thôi giờ có đỡ. Có thêm hai ngày nó đỡ sợ hơn nè. Mà nãy đi hai hẳn húi muốn chết thì không có đèn. Đúng. Gì á? Ok, giờ đi tìm tiếp nha em. Nó sợ phải chưởng. Hey.
Ok anh em ơi, thì bây giờ là nãy giờ trải qua gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được có 2 người anh em ơi. Thì còn 4 người nữa mà giải thưởng tới gần 5 triệu rồi, nhưng mà ghé kiếm thì cứ sợ vãi chưa mình. Ê mẹ, mẹ vô. Dạ. Mẹ vô. Mẹ vô. Dạ. Tao thấy mẹ vô không? Dạ. Còn hai đứa quá. Cái gì? Cái gì đó quá. Con mẹ, con mẹ nó quá. Ủa, mày thấy không Hạnh? Không, tao không thấy gì hết trơn á. Ủa, tao mới thấy. Không, mày mày tua lại coi thử coi thấy rồi. Ghê lắm á. Có gì anh em xem đi, anh em nhớ xem kỹ. Mà có hẹn qua. Có. Đỡ mày kia lướt qua không? Không, thấy bóng đen lướt qua. Bóng đen hả? Bóng đen. Trời. Rồi sao vậy? Gán tiền chứ sao bỏ ra được. Mà chỗ đó nãy giờ mình vô rồi mà. Ừ, vô nãy giờ tôi với bạn vô biết nhiêu lần. Không ai chưa hết. Gì? Lúc vậy hả? A đồ, ủa? Ủa nãy giờ mày thấy lướt qua đâu? Mới có công đang lướt qua mà. Nãy giờ tao ngồi đây mà. Nãy giờ mày ngồi yên đây luôn. Mày không đi đâu luôn. Qua đây mà. Ủa tao nãy. Hồi nãy tao quay lưng lại tao thấy. Ủa, hả? Còn thì tụi mày bị bắt rồi đó. Tụi còn hai thằng nữa. Còn hai thằng nữa. Ở giờ. Còn hai thằng nữa mà. Mất cái đó mà cho mình coi coi. Giờ có muốn đen ghê quá à. Thôi về đi. Vậy? Hai kia về. Thôi điện hai kia về. Mà hai tao ở đây không thấy nè. Nhưng mà khùng quá bây giờ. Từ từ bình tĩnh mày khùng quá, tự nhiên giờ bỏ nó về sao được, bây giờ gán kìm đi, bây giờ mình đi nguyên đám mày sợ gì nữa, giờ gán thôi ba, khùng bỏ ai kia hả, tội đó. Sàm anh em kìa, kìa cái gì vậy, ê quay lại bây giờ nói mày nghe, bây giờ ông lại bỏ hai nó tội nghiệp nó, bây giờ gán tìm đi đi nè, bốn thằng đi sao đi chung nè, kệ gì á, gì á, tại vì có vết máu gì nữa vậy nè, tao chửi luôn nè. Ghê vậy? Thôi giờ bốn sáu thằng đi chung nè, khủng quá, đi nè nở dầu đi, khủng quá, đi nè, đi nè, về đi, khủng quá, đi bây giờ không có về được, bây giờ bỏ hai nó tùy lắm ba. Thôi giờ tụi mình gán kìm thêm hai thằng nha anh em, sao mình chạy về liền luôn, anh em mà sợ quá. Khùng quá. Bình tĩnh, không có quậy. Bình tĩnh thôi. Thôi, tụi tao không có quậy đâu ơi. Đi kiếm nè, tao về đi. Nó sợ thiệt luôn á. Thôi tao sợ thiệt luôn á. Bây giờ gán tìm đi, giờ tìm một cái nữa rồi mình về, em sợ lắm hả? Ok, bây giờ anh em tiếng ếch kêu. Ê, gì vậy? Ê, cái gì vậy? Nghe tiếng cười không? Khoan, từ từ. Nấp ở ngoài nè. Dạ ơi. Alo. Nấp ở ngoài á. Thôi, cái máy. Cái máy còn chỗ rồi. Cười. 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 Cười
Thằng này ngồi đây. Quá mày nói chi kinh như ta. Thôi, đi ra ngoài xe đi, nói tiếp nè. Rồi rút đi ra ngoài xe nói tiếp. Thì sao hơn người là một tiếng mấy đồng hồ tìm xong anh em. Thì nói chung là cặp đầu tiên bị bắt. Sao bây giờ nếu cảm nhận đi, cảm nhận yêu dấu của cặp hướng gì không? Gì đó bình thường, cỡ mấy này bình thường. Nhiều giải thôi, lần sau không có gì nữa đâu. Nào nấy mà phiếu quá chơi tôi sợ với chữ. Ok, mình sẽ phỏng vấn cặp thứ hai anh em. Đây là cặp thứ hai bắt nha anh em. Sao? Ủa mà thấy tụi mày héo, mấy men không? Tao nghe mấy này nấu quá trời mà tao không biết gì hết trơn á. Mày bị héo á, thằng con ngại đó thấy gì đâu ba. Dạ, không có. Tao thấy rõ ràng chứ bộ. Tao thấy rõ ràng luôn. Mày bị héo á, tao không có thấy gì đâu. Ngay chỗ hai này núp nè. Đây là đội chiến thắng anh em. Anh Hữu với anh Mến, anh Bảo hỏi gì hỏi vậy bây giờ. Bọn chiếm. Ok. Thì nói chung là đây là cặp đôi chiến thắng anh em, thì giờ cảm nhận của bốn người tất cả anh em sao ta? Bình thường. Ghê quá. Rồi bây giờ phỏng vấn từng người hoặc hình vô trước cảm nhận sao? Cái gì mới là bình thường xong sợ vãi. Rồi sao mày sao? Cũng bình thường hả? Đâu gì đó. Rồi hai mày sao? Đội hai tôi thấy cũng bình thường. Tụi mày sao? Tới được về nhà rồi. Hai mày sao? Không, lúc làm tao nhớ, cũng bình thường. Còn cái bên sao? Tôi quá sợ. Thôi giờ chú nói thiệt là giá này tôi nhường hai này thôi. Ok. Tiếp nhiên. Ôi dễ, nó dễ. Dễ. Thì tụi mình vừa thoát khỏi rồi là cái nhà quay anh em. Ok thì giờ chắc là tụi mình đi về luôn anh em ạ. Giờ này hán cùng hồ mà cũng 12 giờ đêm rồi. Tụi mày Không sao, hết thuộc. Gì vậy? Hồi nãy tụi tôi định kết thúc clip thì tự nhiên có hai ông nào kinh mới chữa anh em. Đứng nhìn nguyên đám tụi tôi luôn, tụi tôi quýu quá chữa anh em à. Thôi vậy lẹ đi. Ok, thì mình sẽ kết thúc clip ở đây. Thì cảm ơn mọi người xem video của mình. Mọi người nhớ like cái kênh hộ nha. Bye bye tất cả mọi người. Bye bye. Đi về. Đi về. Nào nó nhớ